Chào mọi người nhé. Như chúng mình biết thì xã hội bây giờ rất là nhiều công việc bận rộn, căng thẳng đầu óc đúng không nào? Cho nên là kéo theo rất là nhiều vấn đề đến sức khỏe của mình. Và cái vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất đó là vấn đề mất ngủ nhé. Như các bạn đã biết thì giấc ngủ rất là quan trọng đúng không nào? Khi mà mình một tối mà mình ngủ không ngon ấy thì là sáng hôm sau là mình cảm thấy rất là mệt mỏi này, và căng thẳng đầu óc, mình rất là cáu gắt, rất là bực tức và khó chịu đúng không nào? Cảm thấy hôm đấy là công việc chẳng đâu vào đâu cả đúng không? Và có rất là nhiều bà mẹ và các bà mẹ hỏi mình là em ơi, chị bị mất ngủ 1-2 ngày rồi, chị không tài nào mà ngủ được. Em có cái phương thuốc và biện pháp gì để cho chị ngủ ngon không? Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu với các bạn luôn một cái sản phẩm phải gọi là rất là tốt. Mà cái sản phẩm này từ xa xưa đến giờ là người ta dùng cái sản phẩm này là điều trị cái bệnh tim mạch là thứ nhất này, thứ hai là điều trị bệnh huyết áp đấy, thứ ba là an thần. An thần có nghĩa là gì? An thần có nghĩa là làm cho mình ngủ ngon hơn đấy. Khi mà bạn nào bị đau đầu ấy thì là mình uống cái nụ tam thất này ngủ rất là ngon. Thứ tư là uống cái nụ tam thất này làm cho mắt mình sáng hơn đấy, và tăng sức đề kháng nhé. Khi mà mình ngủ ngon thì sức khỏe mình rất là tốt, thì tất nhiên là cơ thể mình sẽ có sức đề kháng với bệnh tật đúng không nào? Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Và nụ tam thất này rất là tốt cho bệnh tim mạch nhé. Bạn nào mà bị đau tim này, hở van tim này thì có thể uống cái nụ tam thất này quanh năm làm cho mình ngủ rất là ngon đấy. Cái nụ tam thất thì là mình nói luôn là cái nụ tam thất thì chỉ được trồng ở nơi có xứ lạnh trên 1.500 mét so với mặt nước biển nhé. Khi mà có khí hậu lạnh thì cái hoạt tính ở trong nụ tam thất thì nó mới cao, thì nó mới có tác dụng đấy. Mình xin giới thiệu luôn, đây là nụ tam thất Sapa bên mình đấy ạ. Như các bạn đã biết thì là Sapa là một vùng có khí hậu lạnh quanh năm đúng không nào, có độ cao hơn 1.500m, 2.000m so với mặt nước biển, phù hợp với tất cả các loại sâm. Và tam thất trồng cực kỳ là tốt luôn đây ạ. Khi mà mình uống, mình chỉ cần pha một lượng 5 đến 6 bông hoặc là 10 bông cho với 300ml nước hoặc là 500ml nước để mình uống nhé. Mình uống trước khi ngủ dậy và sau khi đi ngủ nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.